Công ty cổ phần Dược Quốc tế Group là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe với hơn 15 năm kinh nghiệm. Đặc biệt hiện nay, Dược Quốc tế Group còn được biết đến là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc phân phối các sản phẩm dinh dưỡng. Trên hành trình tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho người Việt, phòng nghiên cứu và phát triển của công ty được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao cùng sự tìm hiểu chuyên sâu và cố vấn bởi các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng. Dược Quốc tế Group đã nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhất với thể trạng của người Việt dựa trên các nền tảng khoa học dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới. Một trong những sản phẩm nổi bật của Dược Quốc tế Group là bộ sản phẩm sữa dinh dưỡng Bonmil, mang đến 10 dòng sữa chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của đa dạng đối tượng. Bonmil được sản xuất tại nhà máy Ranser Pharma, tọa lạc trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội với diện tích rộng hơn 5.000 m². Đây được xem là một trong những nhà máy sản xuất sữa dinh dưỡng hàng đầu và đáng tin cậy nhất hiện nay với hơn 10 năm kinh nghiệm đáng kể. Nhà máy đã đạt được chứng chỉ FDA Hoa Kỳ và ISO 22000, cam kết tuân thủ 100% các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt nhất từ Bộ Y tế. Trước khi đến tay người tiêu dùng, tất cả các dòng sản phẩm Bonmil đều phải tuân thủ quy trình sản xuất khép kín và nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng nhất. Quy trình này bao gồm các giai đoạn từ việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, trải qua giai đoạn tiệt trùng với hệ thống vô trùng, vô khuẩn đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Quy trình phối trộn nguyên liệu cho đến đóng gói thành phẩm đều được thực hiện hoàn toàn bằng máy móc hiện đại. Tất cả các giai đoạn này đều được tự động hóa và được giám sát bởi các kỹ sư có trình độ chuyên môn cao nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu nhất. Ngoài ra, ưu điểm đặc biệt quan trọng về chất lượng của Bonmil còn nằm ở việc sử dụng nguồn nguyên liệu chính được nhập khẩu từ New Zealand. Cùng với đó, thành phần sữa non 24 giờ với hàm lượng kháng thể IgG đạt tới 80% được nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp cùng với các thành phần 2FLHMO, Neogost P70, hệ enzyme tiêu hóa được nhập khẩu từ các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới đến từ Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch. Điều này đảm bảo nguồn gốc và chất lượng cao của các thành phần trong sữa Bonmil. Dòng sản phẩm Bonmil bao gồm 10 dòng sữa chuyên biệt đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của đa dạng đối tượng. 1. Bonmil Baby Colostrum, dành cho trẻ mới sinh, hiếu tháng và nhẹ cân. Sản phẩm giúp tăng cân, giảm táo bón, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường hấp thu, tăng sức đề kháng và phát triển não bộ cũng như thị giác cho trẻ. 2. Bonmil Kids Goat Colostrum, dành cho trẻ mới sinh, thiếu tháng, nhẹ cân và trẻ có hệ tiêu hóa kém. Sản phẩm chứa bộ dưỡng chất 2FLHMO, MK7-MCT, sữa non, Neogos P70, sữa non để hỗ trợ phát triển và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. 3. Bonmil Pedia Colostrum, dành cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Sản phẩm giúp kích thích trẻ ăn ngon, phát triển thể lực, cân nặng, phát triển trí não, giảm rối loạn tiêu hóa và giúp cân bằng vi sinh đường ruột. 4. Bonmil Pedia Goat Colostrum, dành cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và trẻ có hệ tiêu hóa kém. Đây là dòng sản phẩm sử dụng sữa dê thay vì sữa bò, thích hợp với trẻ dị ứng đạm sữa bò. 5. Bonmil Grow IQ Colostrum, dành cho trẻ muốn phát triển chiều cao và trí não. Sản phẩm giúp trẻ tăng chiều cao tốt, ăn ngon, tăng cân khỏe mạnh, tiêu hóa tốt và tăng cường sức đề kháng. 6. Bonmil Gosure Colostrum, dành cho người cao tuổi cần bồi bổ sức khỏe, người gầy yếu mới ốm dậy và người cần phục hồi sau phẫu thuật. Sản phẩm giúp tăng cường khối cơ, tốt cho tim mạch, huyết áp, cung cấp năng lượng, phục hồi sức khỏe và tăng cường sức đề kháng nhờ sữa non, lysine và vitamin nhóm B, đạm whey, chất xơ hòa tan phót, chất béo không no MCT, MUFA, PUFA. 7. Bonmil Glucose Colostrum, dành cho người trước và sau phẫu thuật, người gầy yếu, người suy thận và người tiểu đường. Sản phẩm sử dụng đường isoman là đường dành cho người tiểu đường. ALA giúp ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường. MUFA, PUFA tốt cho hệ tim mạch. 8. Bonmil Cơ xương khớp Colostrum, dành cho người cần bồi bổ canxi, người thoái hóa xương khớp và người có nguy cơ loãng xương. Sản phẩm chứa MUFA, PUFA tốt cho tim mạch, canxi, D3, MK7 giúp tăng cường hấp thu canxi vào xương, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Đồng thời glucosamine và collagen type 2
giúp khớp dẻo dai và linh hoạt. 9. Bone Meal Lacto Free Colostrum, dành cho trẻ không dung nạp sữa bò và trẻ dị ứng lactose. Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, giảm rối loạn tiêu hóa và giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh. 10. Bone Meal For Mom Colostrum, dành cho phụ nữ dự định mang thai, đang mang thai và cho con bú. Sản phẩm cũng phù hợp cho phụ nữ bị tiểu đường trong thai kỳ với Nutraci, kẽm, selen. Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, FE, acid folic, giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt, canxi, vitamin D3, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương cho mẹ bầu. Chất xơ cũng được bổ sung để ngăn ngừa táo bón. Với mục tiêu mang đến những giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và phục vụ đa dạng nhóm khách hàng, Bone Meal ngày càng khẳng định được giá trị và uy tín trong lòng người tiêu dùng. Được chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu khuyên dùng, Bone Meal đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ hàng triệu người tiêu dùng trên khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam. Điều này là niềm tự hào lớn đối với Bone Meal và là động lực để tiếp tục thực hiện sứ mệnh dinh dưỡng vàng cho người Việt. Ngoài việc hài lòng với thành tựu đã đạt được, công ty dược quốc tế Group không ngừng sáng tạo và đổi mới, vượt lên thị trường bằng chất lượng sản phẩm. Hiện nay, Bone Meal đã xây dựng được mối quan hệ đáng tin cậy với các đối tác uy tín như bệnh viện, phòng khám, hệ thống quầy thuốc và các nhà phân phối sữa bỉm, bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Cùng với đó là những hợp đồng hợp tác lâu dài, thể hiện sự tin tưởng và cam kết cùng nhau phát triển, mang đến sự chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất cho người dân. Công ty cổ phần Dược Quốc tế Group, niềm tin của bạn, động lực cho chúng tôi.